Hello, xin chào cả mọi người. Chúng ta quay trở lại nè. Thì chúng ta mở một chế độ mới là chế độ kết bạn. Thì tôi không có rành lắm nhưng mà kiểu là tôi muốn kiểu làm clip á để review chung mọi người thử cơ hội chế độ kết bạn có gì hot nha. À, có Google chỉ rồi. Vào bạn à. Ồ. Ok nha, Kokoro. Kết bạn ok. Dạ, chúng ta coi sẽ chế độ kết bạn này, chúng ta có thêm một cái chỗ để kiếm mana cho mọi người. Thường thì là chúng ta để nhân vật của chúng ta ở trong bang, ở trong guild. Nhưng mà bây giờ chúng ta có thể để trong chế độ kết bạn nữa, như là kiếm nhiều mana hơn á, tốt. Ồ, không, ác quỷ đầu xanh, sợ thì. setting. À, gì tôi để sẵn rồi. Đăng trình là muốn mì đi ca con bé tò cái sinh nhầm Makoto quét hả? Quét thì Kokoro, quét thì Pekarin và Kokoro nha. Ok, để nó coi, chúng ta tìm chế độ kết bạn đâu, manage friend hả? Thì bấm phần kết bạn chúng ta sẽ có đây. Tỏ với người lạ không à? Receive request, okay, request my friend, tìm bạn. Thật sự á, lúc mà kết bạn á thì tôi muốn kết bạn với mấy người này thường hay thích nhà guild của tôi nên tôi muốn kết bạn người này, điển hình là Poto nè, Poto Step On Me nè, đó muốn kết bạn mấy người này. Mà tôi đã không biết tên của họ, để tôi coi hơi detail nó coi. Đây ai bây giờ ID đây 474072802. Ok, 474802702 hả? Cái chết mẹ, quên mất cái số. Quên mất cái số rồi. Cho em một file nhỉ. Tôi nghĩ chỉnh lại cái design thì tôi sẽ để là hồng, nhân vật thì tôi sẽ để là Peko 6 sao thôi. Tôi nhớ cái này là tôi chỉnh rồi mà ta. Cái gì cũng tạm ổn. Tôi không có chơi nhiều, đấu trường đâu nên kiểu chỉ tới đây thôi. Mà tôi là không thích câu này, chỉnh sửa lại cái. Tôi không thích câu này. Tôi nhớ là chỉnh sửa rồi mà ta. À, trên kia không tính à. Chị kia, tôi nhớ lần trước clip tôi chỉnh rồi mà.
Mẹ phải con gen 6 sao thì nó vẫn không cho để gì. Clan profile. Vì tôi để ấy. Ok. À. Tôi muốn bấm ID tôi kiếm mà ta. Bấm ID kiếm đâu à? Khó quá, không hiểu luôn á. Bấm ID kiếm ở đâu vậy ta? Để tôi vào tôi kiếm lại cái ông bot to hồi nãy. Quên mất cái số của ổng mà, để tôi viết xuống. Mấy cái này tôi muốn kết bạn mà. Nói chung là ai mà thích nhà guild của tôi kết bạn hết. Coi lúc coi. Ví dụ như Virosa nè. Vì sao là 581 598 533. Ok, một người Botto mới là Step Omi, cũng là hai ông này cũng nổi tiếng mà. Botto nè. Botto 474 072 802. Ok. Step Omi nè. Ông này nghiện ma hô. Mấy bạn thấy cái tòa nhà, cái tầng 1 của ổng để ma hô không? Đó. 138 168 725. Ok. Thì profile của tôi thì tôi trong thì tôi để như vậy. Giờ là số của tôi đây, tôi là 786 31953, thì mọi người thích thì mọi người hãy kết bạn nha. Tôi nhớ tôi để gì mà ta mà sao create profile nhìn nó không được đẹp lắm đó, mọi người hiểu không? Đó là tôi để là cái cô 6 sao mà sao kỳ trời. Nó ít thì kiểu gì nha. Ok. Rõ ràng cái profile nó nhìn rất là đẹp, nhưng mà tự nhiên để cái kia nhìn nó xấu quá. Để nó vào kết bạn nè. Không phải, không phải. Vào kết bạn mấy ông này. Gì được rồi, không có chỉnh nữa. Nhà kết bạn mấy ông này dựa vào ID thôi. 581 598 533. Virosa nè. Ok. À, khi bấm nút kết bạn là nhân vật chúng ta thì nó mới hiện lên. Hảo nào. Mặc dù cái cái profile đó, cái lý sở yếu lực đó hơi xấu, nó không có đẹp giống như cái mình set up rồi. Khá là tiếc. 74 072 802. Botto. Botto nổi tiếng quá mà bây giờ không gửi được luôn. Botto mới step on me nổi tiếng quá. Sợ thiệt. 138 168 725. Này là step on me nè. Không được luôn, tiếc quá, tôi gửi được mỗi kia. Thì đúng mà chúng ta gửi nó sẽ để như vậy. Đó. Còn nếu mà nhận thì nó sẽ hiện. Ok. Thì ngày hôm nay tôi làm clip kết bạn vậy thôi nha. Bye bye.